Hallo Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video lần này của mình. Trong video lần này chúng ta sẽ cùng với nhau làm quen với những mẫu câu ngắn, đơn giản, thường dùng để đáp lại, thể hiện sự quan tâm của mình tới người đối diện. Những câu này hết sức là căn bản, tuy nhiên cũng không kém phần quan trọng, khiến cho cuộc hội thoại của các bạn được trở nên tự nhiên hơn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng với nhau bắt đầu bài học nhé. Điều mình quan sát được khi sống ở Đức đó là người Đức rất hay nói xin lỗi và cảm ơn. Khi có một ai đó giúp đỡ các bạn thì các bạn đừng quên nói lời cảm ơn nhé. Chúng ta có rất là nhiều cách để nói lời cảm ơn. Ví dụ như là Danke, Danke, Dankeschön, Dankeschön, Vielen Dank, Vielen Dank, Danke sehr, Danke sehr, Danke Ihnen, Danke Ihnen. Khi bạn giúp ai đó và người đó cảm ơn bạn thì bạn có thể đáp lại bằng Bitte schön, Bitte schön, Gern geschehen, Gern geschehen, Nicht zu danken, Nicht zu danken, Sehr gerne, Sehr gerne. Es tut mir leid, da zu hören. Es tut mir leid, das zu hören. Es tut mir leid, da zu hören. Tôi rất tiếc khi phải nghe điều đó. Khi bạn thể hiện sự cảm thông đối với người đối diện. Es tut mir leid, dass ich zu spät komme. Es tut mir leid, dass ich zu spät komme. Es tut mir leid, dass ich zu spät komme. Xin lỗi vì tôi đến muộn. Es tut mir leid, dich warten zu lassen. Es tut mir leid, dich warten zu lassen. Es tut mir leid, dich warten zu lassen. Xin lỗi vì để bạn phải chờ. Khi một người nào đó xin lỗi bạn, thì bạn có thể nói Das macht nichts. Das macht nichts. Oder macht nichts. Macht nichts. Không sao hết. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Einen Augenblick bitte. Einen Augenblick bitte. Einen Augenblick bitte. Lassen Sie mich kurz. Bist du sicher? Bist du sicher? Bist du sicher? Bạn có chắc không? Sicher. Sicher. Zap. Natürlich. 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 Selbstverständlich. 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 Tất nhiên. Người Đức rất là hay chúc nhau, ví dụ là chúc buổi sáng tốt lành, chúc một ngày vui vẻ, vân vân và vân vân. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Nachmittag. Schönen Nachmittag. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Schlaf gut. Khi mà người ta chúc các bạn như vậy thì các bạn có thể đáp lại bằng Danke gleichfalls. Danke gleichfalls. Oder danke ebenfalls. Danke ebenfalls. Danke dir auch. Danke dir auch. Ở Việt Nam khi mà một ai đó hát hơi thì chúng ta nói là sức khỏe. No? Thường thì người lớn thường nói câu đó với trẻ con thôi. Còn ở Đức thì kể cả trẻ con hay người lớn mọi người đều nói như vậy. Và họ sẽ nói là Gesundheit. Khi bạn thấy ai đó hắt hơi thì các bạn có thể nói một cách lịch sự là Gesundheit. Gesundheit. Chúc một ai đó may mắn. Viel Glück. Viel Glück. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Alles Gute. Alles Gute. Ich drücke dir die Daumen. Ich drücke dir die Daumen. Ich drücke dir die Daumen. Oh, wie schade.
Oh, wie schade. Tut leid an dir. Ich bin froh, das zu hören. Ich bin froh, das zu hören. Ich bin froh, das zu hören. War nur ein Witz. War nur ein Witz. War nur ein Witz. Tila du Toma. So ist das Leben. So ist das Leben. So ist das Leben. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ist alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Alles klar? Alles klar? Oder alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Wirklich? Wirklich? Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. So, das war's. Hy vọng là bài học lần này hữu ích với các bạn. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của mình để nhận được những bài học mới một cách nhanh nhất nhé. Tất cả những mẫu câu mà mình giới thiệu trong video lần này, mình sẽ tổng hợp ở dưới phần hộp thông tin miêu tả ngay dưới video. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Tschüss, bis bald!